kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm và có nơi sẽ trên 60 mm. Khu vực từ Quảng Bình trở xuống đến Khánh Hòa thì chỉ còn mưa ngắt quãng lượng nhỏ. Tuy vậy bà con vùng núi vẫn cần cảnh giác với các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, nhất là các sườn đồi núi ta lui của khu vực thuộc Thanh Hóa xuống đến Quảng Nam. Bà con hãy nhanh chóng di rời nếu quan sát thấy các dấu hiệu bất thường nơi mình sinh sống không đến gần hay đi qua những nơi đã bị sạt lở. Thành phố Hội An chỉ riêng hôm nay là có lúc có mưa rào, hai ngày sau trời nắng đẹp trở lại, nhiệt độ tăng dần từ 28 lên 30 độ, tối và đêm mát mẻ 24 độ. Thời tiết lý tưởng cho quý vị tham quan phố cổ và thưởng thức các món đặc sản nơi đây như là cao lầu hay là mì quảng. Thành phố Nha Trang cũng có xu hướng thời tiết tương tự như Hội An. Hôm nay trời mưa, hai ngày tới trời nắng mà không hề nóng, nhờ có gió biển thổi đều. Nhiệt độ cao nhất là 30 độ và thấp nhất khoảng 25 độ. Khu vực Tây Nguyên hôm nay trời tiếp tục ít mưa nắng giáo, nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khoảng 27 đến 31 độ, riêng Đà Lạt là 23 độ. Nếu có kế hoạch ghé thăm Hồ Tân Nưng, thành phố Pleiku, hôm nay và hai ngày tới cũng còn nắng đẹp. Ở đây nhờ lợi thế địa hình cao nguyên nên cảm giác khá là mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ. Đặt chân đến hồ Tân Nưng, quý vị sẽ bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn của hồ cùng với bầu không khí trong lành nơi núi rừng Tây Nguyên. Tất cả sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên. Buổi tối trời chuyển rét khi nhiệt độ giảm chỉ còn 18-19 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết trong bản tin thời sự tiếp theo.